Vụ việc xảy ra khi các em học sinh và gia đình đang tụ tập tại công viên Monroe bên ngoài nhà hát Asia thuộc khuôn viên trường sau lễ phát bằng tốt nghiệp, thì một đối tượng xuất hiện và nổ súng vào đám đông. Lực lượng chức năng đã lập tức bắt giữ một đối tượng tình nghi. Giới chức Richmond cho biết đối tượng được xác định là nam giới 19 tuổi và người này sẽ phải đối mặt với ít nhất 2 cáo buộc giết người cấp độ 2. Điều này không nên xảy ra ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, dù là ở Richmond, ở Virginia hay ở bất cứ đâu ở nước Mỹ. Một học sinh có thể đi dự lễ tốt nghiệp và tận hưởng thành tích với bạn bè và gia đình. Vụ xả súng là một hành động ích kỷ, vô nghĩa, và với tôi, đó là sự hèn nhát. Quyền cảnh sát trưởng bang Richmond Rick Edgeworth xác nhận hai nạn nhân thiệt mạng đều là nam giới 18 tuổi và 36 tuổi. Những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một người hiện trong tình trạng nguy kịch.